Xin chào, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cảnh chợ 22 Tết cho các bạn xem nha. Thôi chợ Tết gì đâu giờ. Tiêu rồi. Rồi. Chợ Tết này là thua rồi. Ai chợ Tết đây, chợ Tết mưa tầm tã luôn à. Mất bánh là chuẩn bị hết rồi nè, mà mưa khang nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.